Chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với lại trang fanpage và YouTube của Hằng Triết Lắc. Thì hôm nay thì mình xin giới thiệu với anh em một chiếc Vespa được shop mình đổ một cái cặp led mini ở hai bên cái cùm. Các bạn thấy là phía sau nè, nhìn rất là gọn gàng nha. Đây, cái vị trí gắn rất là gọn gàng và cứng cáp luôn. Thì chiếc xe này là có giá trị rất là cao, cho nên là chủ xe không muốn, thứ nhất là phá zin cái xe, cho nên là lắp thêm để đảm bảo ánh sáng thôi, để nâng cấp thêm cái ánh sáng cho nó an toàn và đi nó đủ sáng để chúng ta đi an toàn. Thì thứ nhất là cái chóa này thì chúng ta có độ bóng led nữa thì nó cũng sáng ở cái một mức ánh sáng cụ thể thôi, nó không có được sáng hơn nhiều, trừ khi mà chúng ta gắn những cái bóng xịn cực kỳ xịn luôn thì nó mới có những cái độ sáng tốt. Nhưng mà chủ xe đã gắn một cái bóng Philips ở trong rồi nhưng mà độ sáng vẫn chưa gọi là chưa ưng ý, cho nên là hôm nay thì chủ xe muốn nâng cấp thêm một cái cặp led mini. Đây là cái vị trí mà mình đã gắn ở cái xe trên xe. Đấy, các bạn thấy là gắn một cái cặp led mini rất gọn gàng luôn mà có bát đồ rất là cứng cáp. Nói chung là nhìn rất là đẹp, thẩm mỹ và nó không có quá lộ liễu ha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ test qua cái ánh sáng cho anh em xem về cái độ sáng của nó nha. Đây là cái màn canh sáng. Cái màn canh sáng này thì bên mình đã bắn laser và canh chuẩn từ đầu rồi, thì nó chuẩn theo cái mặt cắt laser rồi. Cho nên là bây giờ mình sẽ cho các bạn xem về cái cốt pha của nó ha. Đầu tiên là mình sẽ bật khóa lên nè. Cái xe này là một cái xe phụ nữ rất là đẹp. Đây là ánh sáng cốt nha các bạn. Ánh sáng cốt của đèn zin kết hợp với lại một cặp đèn led ở dưới ghi đông, các bạn thấy không? Ánh sáng cốt của nó là màu vàng. Cái màu vàng này thì giúp cho chúng ta là đi trong điều kiện là thời tiết hơi đường mưa, trời mưa và điều kiện trời nắng đều là được hết, bắt đường rất là tốt các bạn ha. Cái ánh sáng trắng ở cái tròn ở giữa đó là cái bóng Philips ở cái đèn zin các bạn này. Bây giờ mình lên pha nha. Pha các bạn. Cốt nè, rất là chuẩn nha. Cốt nó cắt theo cái đèn zin luôn. Các bạn thấy là cái đường cắt này nó nằm ngay đây. Đó thì cái ánh sáng từ đây hắt lên thì nó sẽ không có những cái ánh sáng tạp nham, giúp cho là không có gây chói mắt cho người đối diện ha. Còn lên pha nè. Pha lên thì nó sẽ tắt cốt. Đó các bạn thấy không? Rồi, cốt xuống nè. Bây giờ thì mình sẽ che hai cái đèn mini hai bên để các bạn thấy được cái ánh sáng đèn zin nó như thế nào nha. Đây là cái ánh sáng đèn zin các bạn, rất là tối ha, nó chỉ có một chòm nhỏ ngay chỗ đây thôi. Đây là ánh sáng cốt nha các bạn, pha lên nè. Đây là ánh sáng pha nè các bạn, thấy một cái bóng Philips nhưng mà cái ánh sáng pha cốt của nó rất là rờ rạc đối với cái chóa này, vì nó không được chỉnh tiêu cự. Thì nếu mà chúng ta muốn cái ánh sáng chuẩn á mà giữ zin cho cái chóa này thì chúng ta sẽ nên gắn một cái bóng xịn, thì nó sẽ có cái điều chỉnh tiêu cự, khi mà mình chúng ta điều chỉnh thì nó sẽ phù hợp với cái chóa này hơn, thì ánh sáng nó sẽ cốt pha nó rõ ràng và nó chính xác hơn. Đối với cái bóng này thì mình cảm thấy là cái ánh sáng rất là tệ luôn. Đấy, các bạn thấy là cốt pha nó rời rạc nhau này, thấy không? Cốt pha rất là rời rạc nhau và ánh sáng thì nó không có hội tụ một điểm mà nó lan lệch về phía bên trái nhiều hơn. Rồi bây giờ mình sẽ thả cái đèn mini ra. Đó, các bạn thấy là cái bên mình đã chỉnh cho hai cái đèn mini nó cắt ngang như thế này và ánh sáng tắt trắng là nó rộng hơn và nó đều hơn rất là nhiều ha. Đó, cốt pha nè. Rồi khi mình tắt đèn đi nè các bạn, mình tắt đèn đi thì mình bắt xin nó sẽ đá bốn cả đèn mini và cả đèn chờ sáng luôn, cả đèn chính luôn. Đó đây là một cái giải pháp mà chúng ta sẽ dùng để nâng cấp cái ánh sáng cho chiếc Vespa, một trong những chiếc xe rất là đẹp của phái nữ đó, thì giúp giữ zin cho xe hoàn toàn và không có cắt dây, không có đấu nối gì lằng ngoằng hết, và toàn bộ được lắp đặt như zin nằm trong hộp đầu này và có cầu chì relay kèm theo, bên mình lắp đầy đủ để cho nó đảm bảo an toàn cho cái hệ thống điện của xe luôn ha. Một chiếc xe rất là giá trị và rất là đẹp, mình đánh giá rất là đẹp về cái kiểu dáng của chiếc xe này đó. Thì đây là cái video mà mình quay cho các bạn anh em xem tham khảo về cái việc nâng cấp ánh sáng dành cho chiếc Vespa, một trong những chiếc xe rất khó độ về đèn đóm ha, tại vì nó cơ bản là nó đã đẹp quá rồi, tất cả chi tiết nó hài hòa trên xe rồi, chúng ta muốn độ thì nó cũng khó khăn hơn những chiếc xe khác. Thì đây là một cái video cho các bạn tham khảo về cái ánh sáng cũng như là cái vị trí lắp của cái cặp led mini và cái cấu hình nâng cấp, mà một trong những cái cấu hình đơn giản và giữ zin cho xe ha. Thì các bạn có thể nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên trên góc màn hình nha. Rồi cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video, đừng quên nhấn nút like fanpage và cũng như là nhấn nút subscribe kênh YouTube của mình để theo dõi những video tiếp theo nhé. Rồi thân ái chào tạm biệt.